Ngày 18 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân cho hay vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa giao thanh tra liên ngành xác minh 700 căn nhà xây dựng không phép thuộc đất thu hồi làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Những căn nhà này thuộc các hộ gia đình, cá nhân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô, chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất nên chưa đủ cơ sở quy chủ. Việc phát sinh 700 hộ giải tỏa nhà ở tương đương phát sinh thêm 700 lô tái định cư. Để giải quyết vướng mắc trên, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân kiến nghị thanh tra nhằm tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, để làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, địa phương dự kiến thu hồi 741 thửa đất với diện tích khoảng 60 ha, trên 1.700 hộ bị giải tỏa mặt bằng. Trong đó có khoảng 200 hộ giải tỏa một phần, đất trống và 1.500 hộ bị giải tỏa trắng. Trong số các hộ bị giải tỏa trắng, khoảng 800 căn nhà đã có cập nhật trên bản đồ thu hồi đất và khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp.